ngày 6 tháng 5 năm 2021 lúc 8 giờ 39 phút. Tại chi nhánh Quảng Ngãi, số 449 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Thực hiện 5S. Giao dịch viên, chuyên viên tư vấn. Em đi hả? Dạ. Mua ngân hàng. Dạ. Nộp tiền. Một số như vậy là. Thank you.
Chị chuyển tiền hả chị? Nộp tiền. Nộp tiền trong tài khoản. Ừ. Dạ rồi. Rồi số thôi đúng không? 1036 còn 14 số nữa. Dạ chị sao? Tôi vẫn dùm em cái mở thẻ tín dụng đó chị. À thẻ tín dụng hả? Mời chị qua đây. Tổng tài chị qua ghế lại đi để em tư vấn cho. Chạy cho ít thay đổi. Cảm ơn. Cảm ơn. Chị đợi em một xíu để em nhờ cho chị đi qua đi kiếm tiền này qua liền nhé. Dạ. Dạ, em ngồi bên này được không? Cắn cái máy tính. Mình tên Hằng. Hằng. Dạ. Tại vì là mình muốn mở cái thẻ tín dụng bên bạn nhưng mà không biết cái thủ tục như thế nào. Dạ. Với là cái phí tính lãi suất thẻ tín dụng ra răng á. Dạ. Bày cho mình mấy cái để mình chuẩn bị hồ sơ. Dạ. Là chị Hằng, em là bé gì? Chuyên viên tư vấn á. Dạ. Bên em á thì thẻ tín dụng bây giờ nó rất là ưu đãi. Nhưng mà không biết là chị đang công tác tại đâu ạ? Giờ hiện tại thì em đã cũng đang chuẩn bị chuyển về đây công tác. Bạn nhà mình ở tốt tỉnh rồi. Và mình chuẩn bị chuyển về đây. Đúng rồi, tại vì nhà mình và chồng mình ở đây á. À, mình về đây mình công tác luôn. Công ty chuyển về đây làm. À, công ty ở đây rồi. Dạ. Dạ. À, mình công ty chuyển về đây rồi thì bây giờ bọn em cấp theo cái chính sách là dự phòng. Thứ nhất là bọn em có nhiều chính sách lắm. Thứ nhất là cấp theo bảo hiểm y tế này. Đó, thì ý là mình có bảo hiểm y tế.